Đây, thưa quý vị là người dân xã Bình Hải, huyện Bình Sơn là phơi ruốc trên những cái tấm lưới rất là vệ sinh, sạch sẽ. Ruốc được phơi vô những cái tấm lưới rất là sạch sẽ, đảm bảo chất lượng. Những hộ dân thì người ta phơi lên tấm lưới. Đây là cách mà rất là vệ sinh, đảm bảo an toàn. Thay vì phơi trên nền đường bụi bẩn thì ở đây bà con mình phơi trên lưới. Cái lưới này thì nó sẽ ngăn được những cái đất cát lẫn lộn vô. Tranh thủ trời nắng nóng thì bà con mình phơi, tại vì ruốc này có thể 12 giờ là phơi thu hoạch phải không cô? 12 giờ trưa là nó khô. Đi chân không cũng được mà. Nắng dừa thấy chị bấu thì bấu cuối chị bấu. Nắng khi nào thì câu nó mờ. Nó bà nói thì nói chứ dừa thấy chưa? Ấy là nó thả mưa đi nè. Đẹp quá đẹp. Mua ở đâu cái lưới này? Mua ở nhà mình. Dạ. Yeah. Vì sao mà mình phơi trên cái lưới này cô? Để cho nó sạch. Sạch rồi bốn cho dân lòng ăn cho sạch sẽ, khỏi ô nhiễm môi trường. Dạ. Yeah. Cái lưới này thì mình đợi, ở đây thì người ta ở đây là cô tên gì? Cô là tên Hạnh. Cái gì Hạnh cô? Cô là Nguyễn Thị Hạnh. Nguyễn Thị Hạnh, thôn gì? Thôn Phước Thiện Hai. Phước Thiện Hai, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn. Mình phơi đây mục đích là như thế nào? Nói ra để mình tiêu thụ cho cốt nước à, Sài Gòn cũng có, Nha Trang mới đủ chỗ à, nước ngoài cũng có. Vì sao mà mình không rẽ ở đường, mình rẽ lên lưới? Đây là mình rẽ đây để mà cho nó sạch sẽ, đến sau này mình ăn luôn, ô nhiễm môi trường, giữ vệ sinh. Năm nay thì bà con mình trúng mùa ruốc như thế nào cô? Ít mấy. Rồi. Thôi nghe con, cô đây cho anh. Rồi. Bây giờ mình trước khi mà mình pha ruốc này là mình làm sao cho nó sạch sẽ? Trước khi pha đó mình làm sao sạch sẽ? Trước khi pha là giữ nước giới lên. Giữ nước là không có nước mặn từ thiên nhiên luôn. Chứ không có. Cho để an toàn cho mọi người tiêu thụ thì mình làm sao? Bây giờ là cái trụ đó đó là mình phải mua. Vì mình bữa ma, những người to hàm ma. Sang ra bữa lên bữa dọn đường sạch sẽ. Rồi bữa trời á, trước khi quét, trước khi trời á là pha ruốc là phải sạch đường, quét cho sạch, rồi bữa trời á trụ xuống rồi bữa pha rồi bữa dũ bữa sạch sẽ, chứ không có để dư bẩn, chứ không có lồm cáo bọn tôi ăn nữa, rồi bữa cáo bữa bốn, chứ không phải là bốn khăm mà vừa dư bẩn cho cốt dân khốn mà ăn. Bây giờ nên, mình chấp nhận đầu tư cái lưới đó để đem về rồi ma thành miếng da gà rồng ro tàu ro cả bữa pha bữa thấy cái ruốc chứ không còn ruốc là bọn tôi đi lồm về hay là giấc dưới nước đem lên rồi pha sạch sẽ đồng trăng cây đồn quần chứ không có đủ với đất với đồ gì hết cho nên là không có để mà chỉ dư bẩn. Có bò công ai ăn là cứ việc vô tư mà ai ăn ruốc chứ không có xô thấy. Chị ở thôn nào? Phước Thiện. Phước Thiện má nè. Phước Thiện Mậu. Phước Thiện Một. Rồi.
Và Phước Thiện 1 thì thí họ họ dây Nguyễn thì hả? Thí gì? Võ Thị Sinh, Phước Thiện 1. Ok. Mọi người ủng hộ cái rút của chị Võ Thị Sinh nha. Rồi bà đây là bà gì la nữa? Quỳnh Thị Boa. Quỳnh Thị Boa. À. Wow, người dân xã Bình Hải cô. À, thôn Lệ Thủy, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn thì đang trúng mùa ruốc. Quá, ruốc phơi trên đường rất là đẹp. Nguyên một con đường khoảng 2 cây số người dân đang phơi ruốc. Đây. Có bữa nay ruốc mua bao nhiêu một ký ruốc rồi cô? 90.000 ký. 90.000 ký khô. À. À đây là ruốc thưa các bạn, đây ruốc. Rồi ruốc tư bây giờ cô pha pha đi cô, cô hốc cô pha đi. À đây là ruốc tươi. Bà con mình đang phơi để mà sau khi thu gom thì ở bờ biển thì bà con mình đang phơi. Phơi ruốc. Đó. Cận cảnh những con ruốc. Những con ruốc từ biển bắt lên. Rất đẹp. À, mình phao dài rồi chừng nào mình hốt cô? Cỡ 12 giờ một giờ. À 12 giờ 12 giờ trưa. À, trúng ruốc rồi. Ruốc này dùng để làm gỏi ăn rất ngon. Ruốc khô rang lên ăn rất là ngon. Đó. Ruốc tươi và con phơi. Khoảng 12 giờ sẽ thu gom ruốc. Ruốc này rất đặc biệt, ngon. Bữa nay bao nhiêu một ký tươi cô? 30.000 một ký tươi. À 30.000 một ký tươi là sau đó khô thì được 90.000. À. Bây giờ người ta còn đang bắt ruốc ngoài biển không cô? Còn. À. Dạ là cái này cô hồi tối hay là hồi sáng đây? Dạ. Là rút tới, bây giờ rút ngà, bây giờ vẫn còn ngoài biển. Bây giờ thì hết kịp rồi. Hết kịp rồi. À. Đó, ruốc rất đặc biệt. Rồi. Rồi, xin giới thiệu với mọi người, đây là con đường pha ruốc.
đó chứ con.